Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Phật tử Diệu Nhân cũng có gửi đến chúng tôi một email như thế này. Kính thưa Thầy, đời sống luôn luôn là những tính toán mưu lợi tham cầu. Ai cũng luôn muốn được cái tốt, cái lợi, cái hay. Nhưng đôi khi vì sự tham cầu tính toán này mà làm cho lòng mình hẹp hòi, nhỏ mọn. Thầy chỉ cho một cách nào để mở rộng lòng mình, để chúng con có thể an vui trong mọi hoàn cảnh. Kính tri ân Thầy. Kính thưa Đạo Hữu Diệu Nhân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Cuộc đời của chúng ta đây, ai đi qua cũng đều có những cái toan tính vụ lợi. Những toan tính đó nhằm xây dựng cho cuộc sống của mình được hạnh phúc hơn, được tốt đẹp hơn. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe cái câu là mình tính không bằng trời tính. Hay có một câu chữ Nho đó là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Đối với lại niềm tin của Phật Pháp đó, thì không có cái yếu tố mà chi phối bởi trời thần gì hết cả. Tất cả là do nhân duyên. Nếu mà duyên nó thành tựu đó thì nó dẫn đến kết quả thành tựu. Nếu mà duyên nó không thành á thì kết quả nó sẽ không thành. Cho nên mưu sự là tại nhân mà thành sự là tại duyên. Vậy thì tất cả mọi sự trong cuộc đời này thành công hay là thất bại, ngoài cái yếu tố chủ quan của cá nhân mình đóng một vai trò quan trọng, nó còn có những yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng như bản thân của mình. Nếu như những cái yếu tố khách quan kia nó tương hợp, nó tương thích, nó phù trợ cho cái yếu tố của nội tại chủ quan, thì chúng ta có thể gọi là sự thành tựu đó nó đến. Còn ngược lại thì nó là cái yếu tố nỗ lực của chủ quan nhưng chưa mang lại cái kết quả mỹ mãn cho đời sống. Kính thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì một vị thiền sinh đệ tử của Vô Đức Thiền Sư đến hỏi ngài như thế này: Kính bạch sư phụ, cái gì ở trong cái cuộc đời này mà có thể làm cho lòng của người ta rộng lượng hơn, cũng như làm cho tâm của con người ta hẹp hòi và nhỏ nhen trong đời sống? Vô Đức Thiền Sư mới trả lời rằng: Này con, bây giờ con hãy nhắm đôi mắt của con lại, con hãy mơ tưởng một cái thành quách cung điện nguy nga lộng lẫy lớn nhất mà con có thể mường tượng được. Người đệ tử này nhắm đôi mắt của mình và tưởng tượng ra một lâu đài thành quách vĩ đại bao la, rất nhiều vàng bạc của báu ở nơi đó, nhiều con người ta đi qua đi lại buôn bán trao đổi, và những binh lính, những vua, những quan, những công chúa, những hoàng phi, vân vân, tất cả đều rất đông đúc ở nơi cái thành to lớn đó. Vị đệ tử này sau khi đã hoàn thành cái sự mường tượng trong đầu của mình rồi thì liền bạch với sư phụ là: Con đã tưởng tượng xong. Vị sư phụ liền nói với đệ tử là: Bây giờ con hãy xóa cái thành ở trong đầu của con đi, và con hãy tưởng tượng một cái sợi lông của một con chó thử xem. Sau khi tưởng tượng trong đầu mình có sợi lông như vậy rồi đó, thì vị thiền sinh này cũng nói với sư phụ là: Con đã tưởng tượng xong ở trong đầu của con. Lúc bấy giờ thì thiền sư Vô Đức mới nói với đệ tử của mình rằng: Bây giờ con hãy mở mắt ra và con hãy tự thân quán chiếu xem con đã dùng cái tâm nào để xây dựng nên cái thành vĩ đại to lớn kia, và con đã dùng cái tâm nào để con hình thành nên một cái sợi lông nhỏ của con chó như thế. Lúc ấy vị thiền sinh liền nói với sư phụ là: Dạ bạch sư phụ, con chỉ có một tâm thôi. Lúc con suy nghĩ cái thành thì cái lông chó kia không xuất hiện, lúc con suy nghĩ cái lông chó thì cái thành quách vĩ đại kia không xuất hiện. Lúc bấy giờ thì sư phụ liền nhìn người đệ tử của mình hết sức trìu mến và nói rằng: Cũng vậy đó, trong đời sống này đây, chúng ta chỉ có một tâm thôi. Nhưng lúc nào mà tâm của chúng ta thênh thang rộng lớn thì chúng ta có thể nhìn khắp và bao trùm hết thảy. Vậy thì cái to tát vĩ đại trong cuộc đời hay là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đều do cái tâm của chúng ta phân biệt mà hình thành hết thảy. Ngay cả Phật và chúng sanh cũng chỉ là một tâm mà thôi. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, chúng ta dù có sinh ra ở đâu, dù có sinh ra trong thời gian nào và có sống với ai trong cuộc đời, thì tất cả những điều trái ý nghịch lòng luôn luôn xuất hiện. Tất cả mọi thứ nó chỉ là bề nổi. Tuy nhiên có người thì nhìn thấy bề nổi, nhưng có người lại không nhìn thấy bề nổi đó. Như thể là những chiếc kính màu, hễ anh đeo chiếc kính màu này thì nhìn cuộc sống nó màu này, hễ anh đeo chiếc kính màu khác thì nhìn cuộc sống nó là màu khác. Nhưng xin thưa, cuộc sống nó vẫn là cuộc sống, chứ không phải nó biến đổi theo cách nhìn của anh. Chúng ta được quyền nhìn nhận cái cuộc sống này theo cách của riêng ta, thì người khác cũng được quyền nhìn nhận cuộc sống này theo cách của riêng họ.
Quan trọng ở chỗ là chúng ta nhìn nhận như thế nào đó để không bị đau khổ khi nó đến với chính mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị cùng với gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.